Nếu đặt cặp những tông màu lại cùng với nhau để lựa chọn shopping thì bạn thuộc team nào? Áo thun cổ tròn Special Vol 1 đúng với cái tên họa tiết mang một cái sự đặc biệt và độc đáo ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên luôn. Phần logo được đặt trên tay áo và bích logo phía sau mang một nét bí ẩn riêng biệt dành cho số 7. Xanh dương đến từ áo thun cổ tròn Yên Tử Hàn Vol 4 nằm trong bộ sưu tập 12 vị anh hùng dân tộc với dòng chữ Việt Nam Hero ngay phía trước ngực áo và logo Yên Tử Hàn cùng với màu sắc tươi mát. Áo thun cổ tròn thần cổ đại Athena Vol 1 tân binh mang màu hồng ngọt ngào mang nét đẹp của vị thần cổ đại Athena, bích logo phía sau thể hiện nét ấn tượng cho em. Mọi người có thể hứng thú hơn với bản áo thun cổ tròn Y Nguyên bản Vol 75. Logo Y2010 được sáng tạo từ những vòng tròn nhỏ được đặt với nhau tạo thành thêm logo trái đất Jamie Y2010 tinh tế tỉ mỉ. Cùng đến Jamie để khám phá thêm nhiều nữa nha.